Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyên chia sẻ một cách gói bánh ú trò cổ truyền của người Hoa. Bánh ú trò này bây giờ sắp thất truyền rồi, tại vì Nguyên cũng rất là ít thấy ai bán nữa. Cách làm bánh ú trò này thì hoàn toàn không có nhân, và trong đó có một nguyên liệu rất là đặc biệt mà người Hoa nào cũng biết là cây tô mộc. Tại sao người Hoa lại cho cây tô mộc vào trong bánh ú trò, và cây tô mộc có tác dụng gì, có phải ai cũng ăn được không, thì Nguyên mời các bạn xem tiếp video với Nguyên nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi vo nếp và mình ngâm nếp trước nha. 500g nếp này Nguyên đã vo sạch rồi. Hôm nay thì Nguyên dùng nếp cái hoa vàng để bánh được dẻo và ngon. Để tiết kiệm thời gian thì Nguyên dùng nước ấm khoảng 50 độ C. Mình ngâm nước bằng nước nóng thì nếp sẽ nhanh mềm hơn nha. Và mình sẽ ngâm thời gian là 4 tiếng đồng hồ. Nếu mà các bạn có thời gian mình ngâm qua đêm thì mình ngâm bằng nước nhiệt độ phòng cũng được nha. Sau khi ngâm 4 tiếng thì bây giờ hạt nếp nó đã nở ra rất là nhiều rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi đổ bỏ cái nước này nha. Thông thường đến bước này mình sẽ ngâm nếp với nước tro tàu nha. Nguyên chia sẻ một mẹo nhỏ này, mình rút ngắn thời gian ngâm nếp với nước tro tàu. Mình đổ nếp vào trong một cái đĩa. Sau đó mình dùng tay mình điều chỉnh lại cho nếp nó bằng phẳng. Rồi mình sẽ bọc phút ráp lại, cho vào trong tủ đông để cho nó đông cứng hoàn toàn là được. Thời gian thì cũng tùy theo tủ đông nha. Tủ đông nhà Nguyên do là công suất lớn cho nên để 2 tiếng là hạt nếp nó đã đông cứng hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ mang nếp này đi xả nước nha, mình không cần phải vo lại. Tại vì hạt nếp bây giờ nó rất là dễ nát nha các bạn. Hạt nếp này mình cho vào ngăn đông, sau đó mình rã nước xong á. Các bạn thấy là hạt nếp nó cũng rất là mềm nè ha, mình vừa bóp là nó nát ra liền ha. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào trong này. Nước thì mình không cần phải cho nhiều quá nha. Nguyên cho vào trong này 400ml nước. Sau đó Nguyên cho 100ml nước tro tàu vào trong này rồi mình trộn đều. Nước tro tàu thì các bạn mua ở chợ hoặc là những nơi mà chuyên bán bột làm bánh là có bán nha. Hạt nếp này do mình cho vào trong ngăn đông rồi thì nó cũng rất là mềm rồi. Cho nên thời gian mà mình ngâm nước tro tàu là khoảng 4 tiếng hoặc là 8 tiếng. Mình không có nên ngâm qua đêm nha. Nếu mà ngâm qua đêm thì hạt nếp nó sẽ bị bở ra hoàn toàn nha các bạn. Nếu mà các bạn không có nước tro tàu thì mình dùng 50g bột baking soda đã nướng. Mình cho vào để thay thế cho nước tro tàu nha. Thì ở video tôm thủy tinh, Nguyên cũng đã chia sẻ rồi. Mình cho bột baking soda vào trong lò nướng, nhiệt độ là 100 độ C nha, và nướng lửa trên lửa dưới 30 phút là được. Đây là tô mộc nha các bạn, còn được gọi là gỗ vang, tiếng Hoa gọi là su mục. Cái này thì dùng để nhuộm màu thực phẩm tự nhiên hoàn toàn nha. Khi nó tiếp xúc với nước tro tàu thì nó sẽ chuyển thành màu tím đỏ rất là đẹp. Theo quan niệm của ông bà ngày xưa, tháng 5 âm lịch là tháng độc trời. Tức là khí hậu không tốt do nó nhằm tháng hè và nắng nóng dễ sinh bệnh á. Cho nên các cụ hay chế biến thức ăn cho cây cỏ vào để có tác dụng dễ tiêu và giải độc. Nên các cụ làm bánh ú trò thông thường không có cho nhân và sẽ cho tô mộc vào trong đó. Tô mộc còn dùng để làm thuốc nha. Nó có tác dụng thanh nhiệt, tan máu bầm, thống huyết. Nếu mà phụ nữ mang thai thì không nên dùng. Tô mộc này được bán ở tiệm thuốc bắc hoặc là mua trên Lazada. Nguyên mua tô mộc ở số 134 đường Hải Thượng Lãn Ông, tiệm thuốc Bắc Hải Minh nha các bạn. Hạt nếp Nguyên ngâm được 8 tiếng, bây giờ thì mình sẽ đi xả nước từ 5 cho đến 6 lần. Nếu mà xả không sạch thì ăn sẽ bị đắng nha. Lúc xả nước thì mình không có nên vo nha, như vậy hạt nếp nó rất là dễ bị nát. Rồi mình cho vào một cái rổ để cho nó hơi ráo. Nếu mà các bạn không làm cái cách mà mình cho nếp vào trong ngăn đông thì mình sẽ ngâm nước tro tàu là khoảng 24 tiếng nha. Hạt nếp mình ngâm mà nó chuyển màu vàng như vậy là rất là đạt nè. Sau khi mình cho hạt nếp vào trong ngăn đông mình mới ngâm nước tro tàu thì hạt nếp mình bóp nhẹ nó tan ra thành bột luôn nè. Lượng nếp trên Nguyên sẽ làm 6 cái bánh ú cho nên Nguyên chẻ 6 cây tô mộc. Kích thước thì khoảng 0.2cm vuông và bề dày là 8cm nha. Tô mộc thì mình cho vào cái tô, sau đó mình cho một ít nước vào, mình rửa sơ cho nó sạch nha. Khi mà tiếp xúc với nước thì nó không có ra màu, nhưng mà mình gói bánh nó có nước tro tàu nó lên màu đẹp lắm nha các bạn.
Lá tre thì mình nấu nước sôi khoảng 15 cho đến 20 phút ha. Sau đó thì mình rửa sạch lại. Với cách gói truyền thống này, cứ một cái bánh mình sẽ dùng 4 lá. Như vậy mình phải chuẩn bị 30 cái lá để mình trừ hao luôn nha. Ở trên này mình phải cắt bỏ cái cuống nha, nếu không thì rất là khó gói. Và cái đầu nhọn bên này mình cũng cắt cho nó bằng nhau nha. Hôm nay thì Nguyên dùng dây lát để gói bánh, Nguyên dùng hai sợi dây mình cột rút với nhau để mình nối cho nó dài ra nha. Dây lát này mình phải ngâm nước qua đêm, sau đó mình luộc lá tre mình cho vào mình luộc luôn. Bây giờ thì Nguyên dùng 4 cái lá để mình gói bánh nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng hai lá trước. Cái cách gói cũng gần giống như cái lần trước mà Nguyên hướng dẫn rồi đó. Thì cái mặt lá hướng ra ngoài, còn cái mặt này là có cái cây á, thì hướng vô trong ha, còn cái này thì ngược lại, giống như là hai mặt á, ở ngoài ở trong á, nó đều là mặt láng á, ha. Sau đó thì mình gấp đôi. Cái cách gói này thì khác hoàn toàn với cái lần trước mà Nguyên hướng dẫn nha. Gấp đôi á, sau đó thì mình gấp như vậy nè, mình tạo thành giống như là một cái bóp vậy đó, đó như vậy nha. Còn cái lá thứ ba thì cái mặt láng hướng vô trong nha, tại vì mặt láng mình tiếp xúc với nếp trực tiếp á, mình để vô như vậy nè. Như vậy là tay của Nguyên hiện đang là cầm ba cái lá rồi ha. Mình làm cho cái lá nó vuông vức như vậy nè, sau đó thì mình cho nếp vào trong này. 500 g nếp á, thì mình cứ chia bình quân ra 6 cái bánh ha. Mình cho một lượng nếp vào trong này trước ha, sau đó thì mình mới cho cái cây tô mộc vào chính giữa. Sau khi cho cây tô mộc vào chính giữa rồi á, thì mình lại đắp một lớp nếp nữa nha, làm sao cho cái cây tô mộc á, nó phải nằm giữa cái bánh. Sau đó mình chỉnh lại á, mình bóp cho cái nếp này nè, nó phải dẹp dẹp ra nha, đừng có cho nó u lên. Rồi mình tiếp tục á, dùng cái lá thứ tư mình cũng xếp lại nha, cái phần láng thì hướng ra ngoài. Đó, mình cứ kẹp lại như vậy nè. Làm như vậy thì nó không có bị lủng á, tại vì thí dụ mà ba cái lá thì có thể là nhiều khi mình cột nó bị lủng á, tại vì cái bánh á mà mình nấu nó còn nở ra nha các bạn. Sau khi kẹp lại rồi á thì mình giữ lại nha. Rồi mình bẻ làm sao mà cho cái bánh nó có cái hình chữ nhật nha. Cách gói bánh ú tro cổ truyền á thì ai cũng gói như vậy nha. Bây giờ thì người ta ít có làm cái loại bánh này lắm, đa số là người ta làm có nhân không à. Sau khi mình tạo được cái bánh hình chữ nhật rồi á, thì mình dùng cái dây á, cái đầu nối á, mình để ngay chính giữa ha, rồi mình cái tay phải của mình á, cầm để mình giữ lại, còn cái tay trái thì mình quấn 4 vòng. Cái bánh ú tro này á, lúc mà nấu á, nó còn nở ra nhiều lắm nha, cho nên các bạn quấn nhẹ nhẹ thôi, không có cần phải buộc chặt quá. Sau khi quấn 4 vòng rồi mình lấy cái tay này mình giữ lại. Rồi cái dây này á, mình cũng tiếp tục á, mình cũng quấn 4 vòng giống như là mình tạo thành những cái ô vuông á. Cái cách cột dây này á, gần giống như cái bánh chưng của Việt Nam nha. Thì mình tạo thành những cái ô vuông như vậy nè. Tới vòng thứ tư rồi á, thì mình cột lại ở dưới nha. Mình lật ra mình cột lại nè. Cái này á, mình nên cột rút á, hai lần nha, tại vì cột một lần á, nhiều khi nó bị tuột ra nha các bạn. Sau khi mình cột xong á, thì mình chỉnh lại cái bánh á, cho nó bằng nhau ha. Đừng có cái bên cao bên thấp á, như vậy chút nữa cái bánh nấu ra nó không có đẹp. Như vậy là Nguyên đã gói xong hết 6 cái bánh rồi nha. Bây giờ thì mình đi nấu luôn. Trước khi cho bánh vào trong nồi á, thì mình nên cột một cặp á, để chút nữa cái bánh chín á, mình dễ lấy ra nha. Nguyên nấu bằng cái nồi áp suất. Bây giờ thì mình cho bánh vào trong nồi. Sau khi cho bánh vào trong nồi á, thì mình cho nước sôi. Mình nên nấu bằng nước sôi chứ không nấu bằng nước lạnh nha. Tại vì trong quá trình nấu bằng nồi áp suất á, thì mình không có dở nắp ra mình kiểm tra. Cho nên á, cái lượng nước mình cho vào á, sao cho đủ nấu 1 tiếng rưỡi ha. Sau đó mình cho cái đĩa vào để nó đè lại. Rồi mình đậy nắp mình dặn 30 phút. Mình sẽ nấu 3 lần 30 phút như vậy là 1 tiếng rưỡi nha. Nếu mà mình nấu bằng cái nồi bình thường á, thì mình phải nấu 3 tiếng thì hạt nếp á, nó mới trong nha. Sau khi dở nắp ra mình lấy luôn cái đĩa này ra. Và bánh ú á, mình phải lấy ra mình ngâm nước lạnh liền. Mình nhúng vào trong nước lạnh á, khoảng 5-6 lần như vậy nè.
Sau đó thì mình treo lên nha, để cho cái nước bánh ú nó nhiễu nước ra, như vậy thì cái bánh nó mới không có bị nhão. Cái bánh ú tro đã nguội hoàn toàn rồi, bây giờ thì Nguyên gỡ lá ra cho các bạn xem thử nha. Cái bánh mình dở lá ra thì nó cũng ít bị dính lá nè các bạn. Cái màu của cái cây tô mộc rất là đỏ ha. Mình dùng cái dây mình cột như vậy nè để cắt bánh á. Thí dụ mà cắt bằng dao thì nó hay dính dao lắm. Nguyên nhớ hồi xưa bà ngoại hay lấy cái bánh này nè mà mình ăn không hết á, mình cắt hạt lựu nhỏ nhỏ sau đó phơi cho nó thiệt là khô luôn á, rồi để dành nấu một cái món chè ngũ sắc 5 loại đậu ngon lắm nha các bạn. Khi ăn cái bánh này thì nó không có vị, cho nên mình sẽ dùng mật ong hoặc là nước đường, hoặc là các bạn có thể chấm với đường cát ăn cũng được. Các bạn thấy là cái bánh nó nhìn rất là trong và cái màu tô mộc nó rất là đẹp. Với cách làm này các bạn có thể làm thêm nhân đậu xanh hoặc là nhân đậu đỏ cho vào ăn thì cũng rất là ngon, thì mình không cần phải cho tô mộc. Khi ăn vào thì cái bánh nó mát mát, ngon lắm và rất là thơm. Với lại ăn nó không có cái vị đắng nha các bạn. Nguyên cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tôi chào thầy cá sấu thầy.